Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Xe Đời Sống. Mình là Tâm và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe Honda City thế hệ thứ 5 được ra mắt vào cuối năm 2020 vừa qua. Honda City là một mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ sừng sỏ như là Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda 2 hay là Suzuki Ciaz. Tại thị trường Việt Nam này, Honda City được phân phối với 3 phiên bản G, L và RS. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn chiếc Honda City phiên bản L và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem Honda Việt Nam trang bị những công nghệ nào lên chiếc xe phiên bản giữa này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về mặt thiết kế tổng quan của Honda City. Thì ở cái thế hệ thứ 5 này, Honda City đã có một cái thiết kế nhỉnh hơn so với thế hệ cũ. Với cái chiều dài cơ sở lên đến 2600mm, chúng ta có thể nhìn thấy cái phần đầu xe của Honda City đã được thiết kế lại, trông khá là giống so với đàn anh Civic hay là Accord. Chúng ta sẽ có một cái đường dải đèn LED định vị ban ngày ở đây, đi theo cái xu hướng thiết kế của những cái dòng xe trong thời gian gần đây. Và cái cụm đèn sẽ được chia làm 3 khoang, trang bị là đèn halogen và bi halogen. Còn trên phiên bản RS thì sẽ được trang bị bộ đèn full LED, rất là đẹp thưa các bạn. Ngoài ra, trên phiên bản Honda City L và phiên bản G, chúng ta sẽ không được trang bị đèn sương mù. Chỉ có trên phiên bản RS chúng ta mới được trang bị đèn sương mù mà thôi. Mâm này là bộ mâm 16 inch, hợp kim đa chấu. Theo cái cảm nhận của tôi ấy, thì cái bộ mâm này nó chưa thực sự xuất sắc, nhưng mà nhìn về mặt tổng thể thì nó vẫn khá là phù hợp trên một cái chiếc sedan hạng B. Bên phía bên hông xe chúng ta sẽ có một cái đường gân dập nổi kéo dài từ cụm đèn trước đến cụm đèn hậu. Nó khiến cho chiếc xe chúng ta trở nên khỏe khoắn và cứng cáp hơn. Ngoài ra, cái cụm gương cũng được trang bị dải đèn LED. Tay nắm cửa được mạ chrome. Thì một cái điểm trừ tôi khá là không ưng ý ở trên cái mẫu Honda City thế hệ mới này, đó là Honda City vẫn được sử dụng phanh tăng trống. Với các mẫu xe cùng phân khúc khác thì đã được cải tiến lên hệ thống phanh đĩa hết rồi. Chúng ta có thể thấy một cái thiết kế hoàn toàn mới đến từ vị trí của City thế hệ thứ 5. Cái dải đèn LED trong thiết kế khá là dày, mang một chút gì đó của chất Đức. Trên mẫu Honda City phiên bản L này, chúng ta sẽ được trang bị camera lùi. Xung quanh chiếc xe không có một cái cảm biến nào cả. Đây quả là một điểm trừ. Cái việc không trang bị cái cảm biến xung quanh xe khiến cho cái việc di chuyển trong đô thị hay là vào những cái khúc đường hẹp sẽ trở nên rất là khó khăn cho những cái tài xế mới lái hoặc là những chị em phụ nữ. Thì cũng giống như những cái mẫu xe cùng phân khúc sedan hạng B khác, thì cái khoang cốp xe của City cũng không gọi là quá rộng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể để được một vali cỡ lớn và những cái ba lô cỡ nhỏ. Nếu mà chúng ta sắp xếp một cách hợp lý thì chúng ta vẫn có thể để đồ cho cả gia đình có một chuyến du lịch dài ngày. Bước vào trong khoang nội thất của Honda City, điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một cái màn hình cảm ứng trung tâm. Theo như công bố của nhà sản xuất thì nó là 8 inch và có thể kết nối được với Apple CarPlay và Android Auto. Vô lăng bọc da, chất liệu ghế thì chỉ được là nỉ thôi. Trên phiên bản RS thì chúng ta sẽ được trang bị ghế da. Các bạn có thể nhìn thấy những cái đường viền của cái cửa gió điều hòa được sơn màu nhôm khá là đẹp. Nhìn vào thấy nó sang trọng hẳn ra. Cốp xe để tài liệu. Trên chiếc Honda City phiên bản L này, chúng ta sẽ được trang bị bệ tì tay. Đối với phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản G thì chúng ta sẽ bị lược bỏ cái phần này. Hệ thống điều hòa tự động một vùng. Ngoài ra thì Honda City có một cái điểm mới nữa so với các đối thủ cùng phân khúc là có thêm cái chức năng Max Cool. Cái chức năng này đó, khi mà chúng ta đổ xe ngoài nắng, chỉ cần lên và bật cái Max Cool này thì 30 giây sau, hệ thống điều hòa có thể là cân bằng cái nhiệt độ trong xe, giúp chúng ta thoải mái hơn trong cái việc là di chuyển ở những cái khoảng thời tiết nóng bức. Và trên cái vô lăng của chiếc City phiên bản L này, chúng ta được trang bị các cái nút chức năng cũng khá là đầy đủ. Chúng ta có luôn Cruise Control. Gương là gương gập điện nha các bạn. Cửa kính này là cửa kính một chạm, nhưng mà chỉ được trang bị cho phía ghế tài mà thôi. Một cái phần cảm nhận nữa của tôi là khi bước vào trong cái khoang nội thất của chiếc City thế hệ thứ 5 này,
thì nó khá là rộng so với cái phiên bản cũ, bởi vì cái chiều dài cơ sở nó cũng đã được nới rộng ra được một chút, cho nên là khi bước vào trong khoang nội thất tôi cảm thấy không có bị ngợp so với phiên bản cũ. Tôi là cao 1m75, nặng 70kg, nhưng mà ngồi vào chiếc City bản cũ á, thì tôi cảm thấy nó rất là ngột ngạt, thậm chí là cái chân nó có thể là chạm vào cái phần phía trước này, bên ghế phụ. Ghế là chỉnh cơ luôn nha, không được chỉnh điện đâu, trên phiên bản RS cũng vậy. Bước vào khoang hàng ghế thứ hai thì như cảm nhận đầu tiên của mình thì các bạn có thể thấy là khoảng để chân khá là rộng, lớn hơn một gang tay luôn. Cái điều này thì có thể là giúp chúng ta khá là thoải mái khi mà di chuyển trên những cung đường dài. Các bạn cũng có thể thấy là cái phần ghế, cái độ nghiêng của ghế khá là thoải mái. Chúng ta có thể ngồi ngả người ra phía sau trong suốt một quãng đường dài mà không cảm thấy mệt mỏi. Một cái điểm đặc biệt nữa là trên chiếc Honda City thế hệ thứ 5 này, Honda Việt Nam đã trang bị cái cửa gió điều hòa phía sau. Cái điều này thực tế nó là một cái chi tiết khá là nhỏ thôi, nhưng mà khi sử dụng xe trong những cái trời thời tiết nắng nóng thì đây quả là một điểm cộng so với những phân khúc sedan hạng B đến bây giờ vẫn chưa có cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Ở chiếc Honda City phiên bản L này, chúng ta sẽ không được trang bị cái bệ tì tay ở hàng ghế phía sau. Cảm giác của tôi có vẻ như nó bị gồ cái lưng lên, nó đẩy cái lưng lên khá là cứng. Cái nếu mà ngồi ở cái vị trí này thì chúng ta khả năng có thể đi được một đoạn đường ngắn thôi, chứ đi khoảng đường xa thì sẽ khá là vất vả đấy. Ngoài ra thì những cái chi tiết ở phần ghế phía sau cũng như vậy, tất cả đều được bọc nhựa. Cái này được bọc nỉ. Ở phía trước chúng ta cũng không có một cái hộc để tài liệu, nhưng ở bên phía ghế phụ thì chúng ta có. Ở thế hệ thứ 5 này thì Honda City được trang bị một cái động cơ 3 xi lanh 1.0 tăng áp. Nhưng mà đó là ở Thái Lan thôi, chứ còn ở Việt Nam chúng ta thì vẫn còn đang sử dụng cái động cơ cũ. Nó giống như là bình mới mà rượu cũ vậy. Thì cái động cơ 1.5 này thì cái công suất của nó cho là 119 mã, và cái mô men xoắn cực đại đạt 145 Nm. Thì theo như cái cảm nhận của tôi thì cái sức mạnh của chiếc xe này đủ dùng trong cái những cái quãng đường di chuyển hàng ngày của chúng ta. Ngoài ra thì mẫu Honda City thế hệ thứ 5 này sử dụng cái hộp số vô cấp. Hộp số này thì theo tôi cảm nhận những cái đánh giá ban đầu thì nó khá là mượt mà. Chúng ta còn có thêm cái chế độ Sport và chế độ Eco trên cái phiên bản Honda City này. Ngoài ra thì tôi cảm thấy cái khung gầm của chiếc xe này khá là chắc chắn khi mà đi ở cái dải tốc độ cao và những cái khúc đánh lái gấp thì nó khá là đầm chiếc xe, nó không có bị cảm giác là bị văng cái đuôi xe đi. Khi mà tôi chạy ở tốc độ cao ngoài cao tốc thì một cái điểm tôi nghĩ là điểm trừ của chiếc xe City thế hệ thứ 5 này đó là khả năng cách âm của mẫu xe. Nó không được tốt như tôi mong đợi. Cái tiếng ồn của lốp của động cơ dội vào trong khoang lái khá là rõ ràng và thực tế. Thậm chí tôi cảm thấy bị ù tai luôn. Khi mà tôi chạy chiếc xe này trên cao tốc, muốn vượt một chiếc xe khác thì cũng khá là đơn giản. Nếu bạn muốn có một chút cảm giác, một chút phấn khích nào đó thì gài qua số S, đạp một phát là qua. Nó không quá bốc nhưng vẫn có thể giúp chúng ta vượt mặt những cái mẫu xe khác một cách khá là đơn giản, không có phải ì ạch khó khăn quá. Chiếc xe này thì mang đến một cái cảm giác lái khá là kiểu như rất là đầm và chắc so với các mẫu xe trong phân khúc. Thì tôi đánh giá cái điều này nó đã được cải tiến khá nhiều so với cái thế hệ Honda City cũ. Và về cái vô lăng của chiếc xe này thì tôi cảm thấy nó khá là nhẹ thưa các bạn, nhẹ lắm. Khi mà tôi vào những cái khúc cua gấp thì hay là dê xe trong những cái khung đường hẹp đó, thì cái vô lăng này nó được trợ lực điện, cho nên là cái cách mình vận hành rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Cả ba phiên bản thì đều trang bị cái nút đề nổ Start Stop
đây là một điểm cộng của Honda City so với một số mẫu xe cùng phân khúc. Và Honda Việt Nam đã trang bị cho Honda City thế hệ thứ 5 những cái công nghệ, những cái tiện ích tôi nghĩ là vừa đủ xài. Loa, chúng ta sẽ có bộ 4 loa. Loa nghe cũng khá là ok, không gọi là quá hay nhưng cũng gọi là tạm chấp nhận được. Trên mẫu xe này chúng ta còn có thêm cái chế độ Eco. Cái chế độ này thì giúp chúng ta, như các bạn đã biết rồi, lái xe nó sẽ nhẹ nhàng hơn và tiết kiệm hơn. Nhưng mà ngược lại thì cái độ bốc của xe nó sẽ bị đi khá là nhiều. Khi mà tôi chạy trên cao tốc á, tôi cài chế độ Cruise Control thì cái tốc độ của tôi nó không hiển thị lên cái đồng hồ điện tử. Chúng ta sẽ không biết được chúng ta đang set Cruise Control ở cái dải tốc độ bao nhiêu. Cho nên đối với tôi đó là một cái điều không phải là quá lớn lao nhưng mà nó chưa thật sự là khiến tôi cảm thấy hài lòng. Và chiếc xe này được trang bị 4 túi khí. Với cái phiên bản RS thì chúng ta sẽ được trang bị 6 túi khí. Tôi đánh giá cao cái khung gầm của chiếc City thế hệ mới này. Tầm tiền khoảng 570 triệu để sở hữu chiếc xe này thật sự xứng đáng so với các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng B. Tôi cũng hy vọng rằng với cái thế hệ Honda City mới này thì Honda City sẽ cải thiện được cái doanh số bán hàng của mình cho cái mẫu sedan phân khúc hạng B này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn có những cái đánh giá nào, những cái góp ý nào về cái mẫu Honda City này, quý vị và các bạn hãy comment ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.